Xin chào tất cả anh chị, em là Phong đây và hôm nay chúng ta quay trở lại với đầu tư tiền điện tử nha anh chị. Và hôm nay là thứ bảy và ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật đến vàng. Thì trong cái thời gian trước đó, cách đây cũng một thời gian rồi nha anh chị, là khoảng 2 tuần trước thì em có cập nhật về vàng. Và em có nói đến cái tỷ lệ điều chỉnh rất là cao đối với vàng sau khi mà nó lấy thanh lý xong, và cơ hội thì dành cho phe bán. Và anh chị thấy được rằng là trong cái sự phân tích của chúng ta thì hiện tại vàng đã điều chỉnh như những gì chúng ta đã mong muốn. Và nếu như anh chị đã sót được vàng thì xin chúc mừng tất cả anh chị ha. Thì anh chị thấy được rằng là khi mà nó lấy thanh lý ở khu vực là 1987, tức là cái nơi trước đó là một cái lực bán được sinh ra rất lớn, nó lấy thanh lý những cái lệnh sót và sau đó là nó vòng đầu, nó phá vỡ ra khỏi cái trend line ha, cái trend tăng của nó. Thì anh chị thấy được là khi mà nó phá vỡ ra thì chúng ta có thể là canh để bước vào lệnh sót. Và anh chị thấy được rằng là hiện tại vàng cũng đã có những cái mức điều chỉnh tương đối là ổn rồi. Và đến thời điểm này thì vàng liệu có điều chỉnh tiếp được hay không, và cũng như là những cái mức giá này chúng ta cần phải quan tâm ở trong thời gian tới, thì em cũng sẽ đưa ra những cái phương án tiếp theo dành về vàng cho anh chị ha. Thì trong kỳ trước thì chúng ta vẫn đang xài cái MSPOB, có nghĩa là nó sẽ xác định về cái cấu trúc thị trường và cũng như là cái order block cho chúng ta anh chị. Thì anh chị thấy được rằng là gì, ở trong cái thời gian vừa qua chúng ta có một cái order block ở trên này, đúng không ạ? Chúng ta có một order block ở quanh khu vực là khoảng 1980 đô la, và khi mà nó từ chỗ từ đây nó rơi về và cũng như là nó phá vỡ ra khỏi cái trên tăng trước đó thì đây là một tín hiệu rất tốt. Và khi mà nó quay trở lại cái vùng là 1926 thì ở đây anh chị có thể nhận dạng được rằng là chúng ta đang có những cái vùng mua ha, những cái order block, những cái vùng mua, và nó đang có tỷ lệ phục hồi lên ở trong cái thời gian là ngày hôm qua. Tuy nhiên á, rằng là khi mà chúng ta đã phá vỡ ra khỏi cái trên tăng trước đó, tức là sao anh chị, là nó vẫn đang gọi như là tiếp diễn một cái đà suy yếu. Và cái đà suy yếu này thì nó đã bắt đầu từ cái thời điểm mà chúng ta xác định ở cái vùng phân phối ở trên này ha. Khi mà nó break ra và nó rơi xuống thì anh chị thấy được rằng là đến thời điểm hiện tại ha, đến ngay cả thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang tạo ra cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước. Tức là cái cấu trúc thị trường của chúng ta vẫn là một cấu trúc giảm, và chúng ta vẫn có thể thấy được rằng là cái khả năng mà nó giảm tiếp và phá vỡ ra khỏi cái cạnh trên line này vẫn rất cao anh chị ha. Ở đây thì anh chị cũng có thể thấy được rằng á, tuy rằng là thời điểm này chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ rất tốt, cái vùng đệm mà trước giờ nó tạo ra những cái lực tăng lên ha, đó rất là nhiều lần, và hiện tại vẫn có lực phục hồi nhẹ. Nhưng mà khi mà chúng ta xét về volume đi anh chị, cái volume ở thời điểm vừa qua ở trong cái cú tăng này nè, nó tăng lên rất mạnh ha, nhưng mà sau đó là volume bán lại gọi như là tăng lên dần. Có nghĩa là sao anh chị, thì có nghĩa như là lực bán hiện tại nó đang chiếm ưu thế cho thị trường, và cái tỷ lệ chúng ta phá vỡ ra khỏi đây rất là cao. Nhưng mà để chúng ta biết được khi nào nó phá vỡ thì anh chị thấy được rằng là cluster của chúng ta hiện tại nó vẫn đang ở khu vực quá bán và đang có tiến trình là muốn gọi như là phục hồi lên tới khu vực quá mua. Vậy nên là ở khu vực này khi mà nó tăng lên nó vẫn có cái khả năng xảy ra nha chị nha. Và làm sao để chúng ta biết là cái vùng kháng cự ở đâu, thì để xác định cái vùng kháng cự mà cái giá cả chúng ta có thể là phục hồi đến ở trong tuần tới, thì anh chị có thể là sử dụng qua cái Fibo thoái lui. Anh chị kéo từ cái vùng đỉnh này, đỉnh giá ha, xuống tới cái râu ở khu vực hỗ trợ ngay cái trên line này luôn. Thì chúng ta sẽ có khu vực tỷ lệ là 0.5 và 0.618, nơi mà sẽ có một cái áp lực bán tương đối là nhiều ha anh chị ha, ở trong thời gian tới để chúng ta quan tâm đến khu vực này. Vậy thì chúng ta sẽ short khi nào anh chị? Chúng ta sẽ không short ở trong cái kênh giá tăng này của nó anh chị ha. Chúng ta sẽ làm tương tự ở trong cái lần trước, mà khi chúng ta short được cái lệnh từ khu vực này, thì cái lệnh này nếu như anh chị đang có lời thì anh chị cũng canh để chốt đi, chúng ta cũng đừng có hold nữa nha anh chị. Đó, thì về cơ bản trong trên tăng, khi nào nó phá vỡ trên tăng chúng ta sẽ short. Vậy thôi, là đơn giản là như vậy ha. Thì ở trong lần này cũng tương tự như vậy, chúng ta đang nằm ở trong một cái trên tăng lên ha, vẫn đang ở trên một cái trên tăng. Thì khi nào nó phá vỡ được cái cạnh trên line này thì chúng ta mới bắt đầu short tiếp. Còn không thì chúng ta vẫn phải tính đến những trường hợp khác nha anh chị nhé. Thì ở khu vực này á, khi chúng ta thấy được là nó có tỷ lệ từ chỗ từ khu vực 0.618 đến 0.5 và tạo ra một cái lực bứt phá mạnh ra khỏi khu vực cạnh trên line này ở khu vực giá là khoảng 1936, thì lúc đó anh chị em có thể là canh để bước vào một cái lệnh short ha. Nếu chúng ta có một cái sự từ chối mạnh mẽ từ khu vực 1937, 1936 này ra, retest lại một lần nữa rơi xuống, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu và một cái lệnh short nó sẽ an toàn và cái vị thế của anh chị sẽ được gọi như là đảm bảo với cái rủi ro hơn nha anh chị. Bởi vì khi mà giá cả nó còn đang nằm ở trên cái kênh tăng này nó vẫn có thể là phục hồi được, cho nên là chúng ta phải đợi một cái tín hiệu breakout này ra. Và em vẫn thấy được cái tỷ lệ điều chỉnh nó cao, cho nên là em mới gọi như là phân tích theo cái chiều hướng là vẫn điều chỉnh được đó anh chị. Là khi mà chúng ta nhìn về khung ngày, anh chị thấy được rằng là ở khung thời gian là khung ngày thì anh chị đang nằm ở cái phạm vi là 50% của Bollinger Band, như anh chị có thể thấy rất là rõ ha. Và chúng ta vẫn đang nằm trong một cái tỷ lệ điều chỉnh nữa, có nghĩa là chúng ta chưa kết thúc ở đây anh chị ha, chúng ta chưa kết thúc ở đây và chúng ta vẫn có thể là
có những cái sự phục hồi từ khu vực 50% này, chúng ta phục hồi nhẹ lên và rơi tiếp đó. Cho nên là em mới tính đến cái trường hợp là trong tuần sau, khi mà ở 4 giờ nó vẫn còn tăng trưởng được thì chúng ta cũng nên xem xét về cái tình huống là nó từ chỗ ra sao, và khi mà có tín hiệu phá vỡ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một cái lệnh short. Nó thật là hoàn hảo đối với vàng nha chị nha, bởi vì vàng thực tế ra là nó tăng cũng nhiều rồi, và khi mà nó muốn điều chỉnh lành mạnh thì nó phải phá vỡ cái chân tăng của nó. Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn một chân tăng rất là lớn ở đây, một cái chân tăng đã kéo dài từ tháng 11 năm 2022 rồi, thì chúng ta cần phải thấy được là có một sự phá vỡ đi xuống nữa thì nó sẽ đẹp hơn, điều chỉnh tốt hơn. Và em vẫn dự phóng rằng là vàng vẫn có thể là chạm đến cái ngưỡng là quick lick low 1866 nha anh chị nha. Đây là cái phạm vi mà đầu tiên mà em muốn nó hướng đến, bởi vì ở khu vực này là khu vực hỗ trợ tương đối tốt ha, một khu vực hỗ trợ tương đối tốt ở trước đó là kháng cự nè anh chị thấy không ạ. Thì khi về đây chắc chắn là sẽ có một cái lực cầu sinh ra, và đây là cái phân tích của em về cái lệnh short, cái khả năng mà anh chị có thể là canh một cái sự điều chỉnh ở trong thời gian tới để short xuống nha anh chị nhé. Rồi thì khi mà anh chị xem những cái nội dung của tụi em bàn luận về những cái lệnh long và short thì anh chị lưu ý đây là góc nhìn phân tích cá nhân của tụi em ha, và những cái lệnh long short này đều có rủi ro cả, cho nên là khi anh chị trading anh chị phải tinh chỉnh lại SL, tinh chỉnh lại TP và cũng như là tài sản là của anh chị. Cho nên là khi mà anh chị quyết định xuống lệnh thì anh chị phải xem xét phân tích lại chart của mình một lần nữa trước khi vào lệnh nha chị ha. Và nếu như anh chị thấy những cái nội dung video này mang lại những cái giá trị để anh chị có thể là tham khảo được, giải trí được, thì anh chị đừng quên là hãy nhấn một nút like, nút đăng ký để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.